Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình tiếp tục chia sẻ và cập nhật cho các bạn về cái dự án mới Mojo AI, cũng như là phân tích và chia sẻ tổng quan cho các bạn về cái dự án này cũng như là cái độ tiềm năng của cái dự án Mojo AI này các bạn nhé. Thì dựa Mojo AI thì nó là một cái dự án mà khai thác ở trên cái bot Telegram và là đối tác của Aave World. Trên trang Twitter chính thức của dự án Aave World thì cũng đã nhắc đến về cái sự liên kết chặt chẽ cũng như là hợp tác giữa hai cái dự án này, chiến dịch lớn của Anai tham gia ngay bây giờ và kiếm phần thưởng phần cầm kiếm phần thưởng miễn phí, và sự kiện một là Anai và Mojo mang về airdrop miễn phí, nhấn để kiếm tiền với Mojo XYZ để kiếm phần thưởng miễn phí và bắt đầu phiên khai thác của bạn ở trong Anai đó. Và giới thiệu về Mojo, Mojo là một công ty tiền phong xây dựng lớp kiến thức và tự nâng cao lớn nhất thế giới cho AI. Đó là về cái thông tin giới thiệu cũng như là hợp tác giữa Aave cũng như là Mozo và Space AI là giữa ba cái dự án lớn này. Thì các bạn cũng biết là Space AI thì cũng là một cái dự án, cũng đã là một cái chương trình aerobe cực kỳ là khủng cách đây độ khoảng tầm hơn 1 năm, và đã cho chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền từ cái dự án Space AI. Và trong đó thì có cái dự án Aave thì cũng đã cho chúng ta khai thác miễn phí cái đồng Aave và đã nít ở trên rất là nhiều sàn lớn. Và tiếp theo đấy bây giờ sẽ là cái dự án Mozo. Thì Mozo này thì nó thuộc cái chain AI và cũng là cái chain khai thác đồng coin ở trên cái ứng dụng Telegram. Thì cái kèo này thì mình cũng đã cập nhật nhanh cho các bạn ở trên một cái video ở trên kênh. Do đó lúc đó là mình bận, mình chưa cập nhật và chia sẻ tổng quan cho các bạn được, nên là mình chỉ làm một cái video ngắn để chia sẻ cho các bạn về cái dự án này. Và ở cái video này thì mình chia sẻ tổng quan kỹ hơn về cái dự án này. Thì cái cách tham gia thì khá là đơn giản, thì các bạn chỉ cần kích vào link và sau đó thì chúng ta sẽ nhấn nút start và nó sẽ ra cái một cái bảng như này. Thì chúng ta kích vào nút play now, và trước khi các bạn kích vào play now thì chúng ta sẽ đưa cái ứng dụng này ra ngoài màn hình để chúng ta tiện chúng ta khai thác. Đây các bạn cách đưa cái ứng dụng này ra màn hình, các bạn bấm vào đây, bạn vào cái Mojo AI Pod này, các bạn bấm thẳng vào cái chữ này cho mình. Tiếp theo các bạn kích vào ba chấm ở đây, chúng ta sẽ kích vào Add to Home. Đó, các bạn kích vào đây, chúng ta sẽ thêm cái ứng dụng này vào màn hình. Các bạn sẽ thấy nó có cái ứng dụng màn hình này, các bạn chỉ việc kích vào và chúng ta nhấn vào này. Như thế là lần sau chúng ta sẽ vào nó khá là tiện lợi, chúng ta không cần phải vào Telegram và chúng ta tìm đến cái ứng dụng này nữa, nó sẽ lẫn với tất cả các cái dự án khác. Đó. Khi các bạn kích vào đây thì nó sẽ có hai cái cách để cho chúng ta khai thác. Một là các bạn kích vào cái hình mặt cười ở đây. Sau đó thì chúng ta nhấn claim. Đó, như vậy là chúng ta sẽ được tổng hợp được cái số point lên trên này. Thì các bạn để ý cho mình cái đồng hồ ở đây nhé. Mỗi một cái phiên khai thác của chúng ta sẽ có khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ có và 945 tab. Thì 495 tab này các bạn kích thu hoạch hết cho mình. Ở trong cái khoảng thời gian này các bạn phải thu hoạch hết cho mình. Nếu như có về cái thời gian đầu thì chúng ta sẽ lại nó sẽ lại khôi phục cái số này cho chúng ta. Đó, thì các bạn bấm vào thu hoạch này. Sau đó thì các bạn nhấn claim thì nó sẽ tổng hợp cái số dư của chúng ta lên trên này. Đây các bạn kích vào cái nút bot này thì ở đây nó sẽ có cái các bạn chọn đại một cái nhóm. Thì kích vào đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái link mời. Đây thì các bạn copy cái link này thì chúng ta sẽ mời bạn bè tham gia. Đó là cái cách lấy link giới thiệu mời bạn bè tham gia. Tiếp theo thì các bạn kích vào cái phần nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ này thì nó sẽ có tất cả là 5 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là follow Twitter này, join vào cái nhóm Telegram Channel, join vào cái nhóm Telegram Group và mời bạn ba người bạn nhé. Ở đây thì các bạn mời tối đa là 30 người bạn để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này, chúng ta sẽ nhận 5.000 điểm point. Ở đây thì các bạn kích vào đây thì chúng ta đi đến lấy link, copy link mời bạn bè tham gia. Và các bạn lưu ý ở đây thì chúng ta mời bạn bè tham gia thì chúng ta sẽ được hưởng là hai cấp F1 và F2 các bạn nhé. Đó. Đây nó có cái phần hướng dẫn cụ thể cho chúng ta này, từ F1 và F2 thì chúng ta sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm. Rồi các bạn back lại này. Đó, cái phần tiếp tục đến cái phần nhiệm vụ nữa, đó là cái phần nhiệm vụ kết nối ví. Cái này thì các bạn cần phải làm ngay. Đây các bạn kích vào nút Go này.
Cái này chúng ta cần phải làm ngay, bởi vì là cái này nó sẽ là nó xác nhận cái tài khoản của chúng ta đây nhé, để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi khỏi các hoạt động lừa đảo và đảm bảo trải nghiệm người dùng thực sự. Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối ví của mình. Tại sao lại phải kết nối? Để thứ nhất là để tăng cường bảo mật này, kết nối ví của bạn để bảo vệ danh tính và duy trì tính toàn vẹn ở trong tương tác của bạn nhé. Và thứ hai là tăng điểm của bạn. Ví của bạn càng có nhiều giao dịch thì lịch sử số dư thì nó sẽ càng hỗ trợ tốt hơn cho việc xác minh con người thực sự. Ngoài ra thì hãy tận hưởng lợi ích bổ sung và kiếm nhiều phần thưởng hơn khi tham gia vào tích cực. Để có trải nghiệm người dùng tốt hơn thì hãy sao chép và mở nó bằng trình duyệt tích hợp ở trong ví. Tức là ở đây thì nó sẽ có cái hai cái cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ kết nối copy link chúng ta dán vào ví. Thứ hai là chúng ta kết nối ví trực tiếp ở đây thì chúng ta sẽ chuyển đến cái ví OKX hoặc là ví Betamask. Ở đây thì mình cũng có sẽ khuyên với các bạn rằng là chúng ta nên kết nối với một cái ví mới tinh. Nhưng mà đổi lại thì ở đây họ yêu cầu chúng ta là kết nối với những cái ví mà nó đã có từng có cái giao dịch. Vậy thì các bạn có thể chọn những cái ví dụ như ví khai thác cái đồng Ocean hay là cái Water, là những cái ví mà chúng ta thường thường là chúng ta có phát sinh những cái giao dịch đó, thì các bạn có thể kết nối với cái ví đó và đừng kết nối với những cái ví nào là cái ví chính các bạn nhé. Chúng ta sẽ kết nối với cái ví phụ. Ở đây thì mình sẽ kết nối với cái ví OKX, thì các bạn copy link cho mình, sau đó thì các bạn mở cái ví OKX. Đây các bạn mở cái ví OKX ra thì các bạn nhấn sàn OKX này, sau đó các bạn nhấn ví này. Chúng ta sẽ mở cái ví gấp 3 nhé, chúng ta kết nối với ví gấp 3 đó. Ở đây thì mình đang ở cái ví Water này. Water này thì mình sẽ chọn cái ví khai thác cái đồng Ocean đấy. Đây khai thác Ocean này mình có thường xuyên có những cái giao dịch thì mình sẽ kết nối với cái ví này, và các bạn này nhớ là chúng ta kết nối với cái ví Lào nhé. Thì đây thì mình sẽ kết nối với một cái ví ví khác đi. Đây mình sẽ kết nối với cái ví mà mình khai thác cái đồng bất kỳ một cái ví nào cũng được. Đây chúng ta sẽ vào mình nhấn vào cái mục đáp nhé. Các bạn nhấn vào cái phần khám phá này, cái phần tìm kiếm đáp thì chúng ta sẽ dán cái link kết nối ví vào đây. Các bạn nhấn xác nhận này. Đó, và các bạn kích vào đây. Rồi chúng ta sẽ xác nhận này. Ở đây xác nhận vân tay. Ok, như vậy là chúng ta đã xác nhận cho cái ví này là cái ví Mozo của chúng ta là khai thác cái đồng Mozo. Đó, như vậy thì các bạn đã kết nối với ví thành công thì chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ quay trở lại bot này, chúng ta nhấn check. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ này và nhận về 100 1.000 cái điểm point nhé. 1.000 cái điểm point. Đó, đây là cái mục giới thiệu mời bạn bè tham gia và nó sẽ có hai cấp cận nhé, cấp 1 và cấp 2 này. Các bạn nhấn vào profile. Profile thì là chúng ta sẽ có các bạn có thể thay đổi cái tên username của các bạn ở đây. Các bạn kích vào đây này, chúng ta sẽ đổi cái username này thành cái tên của các bạn chẳng hạn. Rồi, đây là cái trang trang web chính thức của dự án nhé. Rồi, ok, thì cái cách tham gia cũng như là chia sẻ tổng quan về cái dự án là như vậy. Thì ở cái video này thì mình sẽ kết thúc lại đây. Hẹn gặp lại các bạn những cái video lần sau. Thì có những cái thông tin mới nhất từ cái dự án này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau nhé.